නමෝ බුද්ධාය නමෝ Maliyadeva là một trong những ngôi chùa cổ tại bang Wattagama thuộc quận Kendi cách thành phố Colombo khoảng 150 km. Tên ngôi chùa này được đặt tên của một vị A-la-hán trong những thời kỳ cuối cùng Phật giáo hưng vượng tại Sri Lanka vào thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Theo truyền thuyết, ngài đã dùng thần thông bay đến hang động tại đây để tu tập trong một thời gian dài. Nên ngôi cổ tự này có tên là Maliyadeva Vihara. Và ngày nay, ngôi chùa đã được chính phủ Sri Lanka công nhận là một trong những di tích lịch sử gần 2.000 năm tuổi. Từ chân núi, theo hơn 100 bậc thang men theo truyền núi, ngôi bảo tự dần hiện ra. Quanh năm mây trắng bao phủ, xung quanh là những cánh rừng nguyên sinh bao bọc. Đứng trên chùa có thể ngắm dòng suối chảy róc rách như là vào cảnh huyền linh, với văn bản là lời kinh Bali thấm quyện vào núi rừng thiêng liêng cô tịch. Ngôi chùa được xây dựng kề bên hang động của ngài thánh tăng Maliyadeva tu tập tại đây. Nằm treo leo bên vách đá núi sừng sững, một bên là vực sâu với con suối bao quanh. Trong hang động này vẫn còn dấu tích của bậc thánh nhân ẩn dật. Một bồ đoàn bằng đá tảng để ngồi thiền nay vẫn còn tồn tại tại đây. Trong thời thực dân đô hộ, ngôi chùa đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Đến sau cuộc nội chiến kết thúc thì chùa mới được gìn giữ trở lại. Hiện nay, sư cô Hoài Tính Bodhichitta là người Việt Nam đang là chủ trì ngôi bảo tự này. Sư cô đã cho tu sửa lại và mở rộng để phát triển thành trung tâm thiền quốc tế cho Phật tử Sri Lanka và ngoài nước đến chiêm bái hành tích và hành thiền Vipassana. Mỗi ngày tại chùa đều tổ chức các khóa học tiếng Anh và ngôn ngữ Sinhala cho các em Phật tử trong vùng đến học tập và gieo duyên trong Phật pháp. Người dân Sri Lanka theo truyền thống mỗi ngày đều mang thức ăn nấu sẵn đến buổi sáng lên dân cúng cho chư tăng. Theo Phật giáo Nguyên thủy thì sau giờ ngọ chư tăng không được thọ thực. Họ đem một phần vật phẩm để vào bình bát và dâng đến tượng Phật. Và xem như Đức Phật vẫn còn hiện tiền ở bên đây. Đây là một trong những phong tục rất thành kính đối với chư Phật mà khó có một nơi nào có được. Đến ngày rằm, ngày lễ Phật đản, cư dân xung quanh vùng cùng nhau lên chùa để làm Phật sự, trang trí đón Tết và tổ chức Phật đản như mua hàng, tìm hiểu Phật pháp và quy y sinh giới. Những ngày rằm và ngày mùng 1, Phật tử đều vào chùa để nghe kinh và dự bát quan thế giới theo truyền thống Phật giáo Nam truyền Theravada. Từ rất nhỏ, con em của các Phật tử trong chùa đã được giáo dục đạo đức và vào chùa làm công quả, Phật sự và giữ giới. Cho nên người dân Sri Lanka tâm tính rất hiền hòa, chân thật và thẳng thắn. Đó là cái nét đẹp của văn hóa Phật giáo tồn tại hàng ngàn năm nay trên đảo quốc này.